Trên đây ngài Tu Bồ Đề muốn nói rằng điên đảo là thế gian, còn chẳng có điên đảo là thánh hiền, như vậy là có tương đãi. Do vậy mà ngài lại hỏi, chỗ chấp của phàm phu thật sự có khởi các nghiệp nhân duyên dẫn đã vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, hoặc dẫn sanh làm trời làm người, khiến chúng sanh chẳng được giải thoát chăng? Phật nói chúng sanh do điên đảo mà khởi chấp các pháp, nhưng thật sự chẳng có sự tương đãi sai biệt giữa thật pháp và giả pháp. Vì sao? Vì hết thầy pháp đều là rốt ráo không vậy. Hỏi, đây là chỗ sở hành của Phật, vậy hành rốt ráo không và hành đệ nhất nghĩa không có phải là hành thật pháp chăng? Đáp, do phàm phu điên đảo khởi cấp chấp phân biệt nên phải nói đệ nhất nghĩa là không. Khi chẳng còn điên đảo nữa thì cũng chẳng còn có đệ nhất nghĩa là không nữa. Hỏi, nếu nói giả pháp và thật pháp đều chẳng thật có thì làm sao có thể được giải thoát? Ví như tay bẩn mà dùng nước bẩn để rửa tay thì làm sao rửa cho sạch được? Đáp, các pháp tướng đều là rốt ráo không, sở dĩ nói để nhất nghĩa thành tịnh vì có phàm phu điên đảo chẳng thanh tịnh. Pháp thành tịnh là chẳng bị phá hoại, chẳng bị biến đổi. Do phàm phu ở nơi các pháp thật tướng mà khởi chấp sanh phiền não, nên phải vì họ nói pháp tướng là không, là vô sanh, là vô sở hữu. Vì là vô sở hữu nên là chẳng thật. Tuy nói hai pháp mà cả hai đều chẳng thật, nhưng dù đều chẳng thật mà vẫn có chỗ giải khác nhau. Ví như 10 thiện pháp và 10 bất thiện pháp đều là pháp hữu vi, đều là pháp hư dối chẳng thật, mà giữa thiện và bất thiện vẫn có chỗ giải khác vậy. Ví như người phạm tội sát sanh bị đọa vào đường ác, người chẳng sát sanh được sách làm người làm trời. Ví ở nơi vô sở hữu mà não hạ chúng sanh thì bị tội, khởi tâm tử bi đối với chúng sanh thì được phước, vân vân. Lại nữa, tùy các pháp đều là không, là hư dối, nhưng lại có dụng khác nhau. Ví như tử bi phá được sân hận, bố thí thì phá được sân tham, vân vân. Bởi vậy nên nói các pháp chẳng có bản định chân thật. Để chứng minh, Phật nêu lên 7 thí dụ. Phật nêu lên thí dụ trong mộng thấy có người thọ nam dục mà cảnh mộng đó chẳng thật có. Sở dĩ Phật nêu thí dụ trên đây để phá chấp cho rằng nếu các pháp là không, là tánh vô sở hữu, thì làm sao khiến mắt có thể thấy được Phật, tai có thể nghe được pháp. Thí dụ này cho thấy mộng tùy chẳng thật có mà vẫn có nghe thấy, có sân hận, có vui mừng, vân vân. Khi tỉnh mộng rồi thì chẳng còn thấy gì nữa cả. Phàm phu do vô minh điên đảo che tâm nên cảm thấy có sân hận, có vui mừng, vân vân. Còn các bậc thánh đã được giác ngộ rồi thì chẳng thấy gì hết. Hệ thảy các pháp, dù là hữu lậu hay vô lậu, hữu vi hay vô vi, vân vân, đều là hư dối chẳng thật có, đều ví như cảnh mộng vậy. Cũng như cảnh mộng khi mê thì thấy có 6 đường danh tử, thấy có chúng sanh qua lại 6 đường sách tử, thấy có thành văn bích chi Phật Bồ Tát dẫn đến có Phật. Khi ngộ thì chẳng còn thấy gì nữa. Cũng như cảnh mộng khi mê thì thấy các nghiệp nhân duyên dẫn đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, hoặc dẫn sanh làm người làm trời, thấy có cấu có tịnh. Khi ngộ thì chẳng thấy có các nghiệp nhân duyên, chẳng thấy có cấu tịnh. Chỉ do điên đảo chấp mới khởi các nghiệp nhân duyên, dẫn đến phải thọ các nghiệp quả báo. Khi ngộ thì chẳng còn thấy gì nữa. Các chấp điên đảo là hư dối, là chẳng thật có. Nếu trừ được các pháp điên đảo rồi là liền được đạo. Thế nhưng khi các chấp điên đảo đã tận trừ rồi thì đạo cũng là chẳng có thật vậy. Tất cả đều là như mộng, dẫn đến đều là như bóng trong gương, như tiếng vang, như sóng nắng, như thành cả thất bà, như huyễn như hóa cả. Phật hỏi ngài Tu Bồ Đề, các pháp ấy có cấu có tịnh chăng? Ngài Tu Bồ Đề thưa, chẳng có vậy. Ý ngài Tu Bồ Đề muốn nói rằng các pháp là vô ngã nên chẳng có cấu, chẳng có tịnh. Phật dạy, nếu chẳng có người cấu, chẳng có người tịnh thì cũng chẳng cấu hay tịnh. Phạm phụ chú trong ngã và ngã sở mới thấy có cấu tịnh, chứ thánh hiền như thật thấy các pháp chẳng thấy có cấu tịnh. Nếu phân biệt như trong kinh A Tỳ Đàm thì có cấu có tịnh, có người thọ sự cấu hay tịnh. Ví như nói ba độc cùng các phiền não khác là cấu, ba giải thoát môn, các thiện pháp trợ đạo là tịnh. Tuy nói có cấu tịnh nhưng chẳng phải như vậy. Vì sao? Vì nếu chẳng có chúng sanh pháp thì chẳng có tác giả, chẳng có tác giả thì chẳng có tác pháp. Ví như người chẳng có chuyển phượng thì chẳng cầu được giải thoát vậy. Ví như người sợ lửa đốt thì phải xa rời chỗ có lửa. Cũng như vậy, chúng sanh sợ các khổ do năm ấm gây ra
thì phải xả bỏ các nghiệp nhân duyên dẫn sanh năm ấm thân ở đời sau. Chẳng phải thật có khổ mới cần đi khổ, nếu chẳng có người cấu tịnh thì cũng chẳng có cấu tịnh, cũng chẳng có giải thoát vậy. Phật nói nên các nhân duyên do chấp có ngã sở mà chúng sanh mười trú trong đó, thọ cấu hay tịnh vậy. Khi ngã đã rút ra không thì cấu tịnh chẳng còn có chỗ trú nữa, vì là chẳng có chỗ trú, vô trú xứ nên nói là vô cấu vô tịnh vậy. Hỏi, vì sao chẳng có ngã mà phàm phu lại trú trong đó để rồi khỏi sanh các phiền não? Đáp, nếu được vô ngã thì ngã kiến chẳng có chỗ duyên, và do chẳng có chỗ duyên nên chẳng sanh khỏi được. Tuy là vô ngã nhưng ở nơi nằm ấm chúng sanh lại sanh các tà hạnh nên mới sanh ngã kiến, rồi do ngã kiến mà chúng sanh chấp nằm ấm làm ngã và ngã sở. Hỏi, nếu ở nơi nằm ấm của mình mà mình tự sanh ngã kiến thì vì sao ở nơi nằm ấm của người khác thì lại chẳng sanh? Đáp, nếu ở nơi nằm ấm của người khác cũng có sanh ngã kiến thì có lỗi. Vì sao? Vì ngã kiến chẳng có chỗ trú nhất định, chỉ do điên đảo chấp dẫn sanh mà thôi. Từ Bồ Thỉ đến nay, chúng sanh tự có ý thức về nằm ấm thân của mình tương tục sanh, rồi khỏi sanh chấp ấy. Do trú trong ngã thân nên chúng sanh phải thọ cấu thọ tịnh, rồi thấy mình và thấy người có cấu có tịnh hay chẳng có cấu chẳng có tịnh. Trái lại, người như đã thật thấy các pháp rồi thì chẳng còn thấy có cấu có tịnh, bởi vậy nên nói là vô cấu vô tịnh. Người vô cấu vô tịnh là người đã vào được nơi thật tướng pháp. Có thuyết nói thật tướng pháp là vô tướng nên là vô cấu vô tịnh, lại có thuyết nói ở nơi thật tướng pháp mà chẳng chấp nên là vô cấu vô tịnh, lại có thuyết nói vào tám thánh đạo mà còn chấp danh thì gọi là vô tịnh, chẳng chấp các phiền não điên đảo thì gọi là vô cấu. Phẩm thứ 86, Bình Đẳng Kinh. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, người thấy như thật là chẳng cấu chẳng tịnh, người chẳng thấy như thật cũng là chẳng cấu chẳng tịnh. Vì sao? Vì hết thảy pháp đều là tánh vô sở hữu. Bạch Thế Tôn, trong vô sở hữu chẳng có cấu tịnh, trong sở hữu cũng chẳng có cấu tịnh. Bạch Thế Tôn, vì sao người nói như thật là chẳng cấu chẳng tịnh, người chẳng nói như thật cũng là chẳng cấu chẳng tịnh? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, các pháp tướng bình đẳng ta nói đó là tịnh. Này Tu Bồ Đề, thế nào là tướng bình đẳng của các pháp? Đó là như, là chẳng dị diệt, là pháp tướng, pháp tánh, pháp trụ, pháp vị thật tế. Dù có Phật hay chẳng có Phật thì pháp tánh vẫn thường trú, đó gọi là tịnh. Đây là nói theo thế đế, chẳng phải là đệ nhất nghĩa đế. Vì đệ nhất nghĩa đế vượt lên trên tất cả ngôn ngữ, luận nghị, âm thanh vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu hết thảy pháp là không, là chẳng thể nói ra được, là như mộng, như hưởng, như ảnh, như diệm, như huyễn, như hóa, thì vì sao Bồ Tát lại dùng các pháp như mộng, như hưởng, như ảnh, như diệm, như huyễn, như hóa? Nếu các pháp ấy chẳng có căn bản định thật, thì làm sao Bồ Tát có thể phát tâm vô thượng Bồ Đề, nguyện rằng tôi sẽ đầy đủ 6 pháp ba la mật, dẫn đến 18 bơ cộng pháp. Tôi sẽ đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Tôi sẽ đầy đủ các môn Đà La Ni, các môn Tà Muội. Tôi sẽ phóng đại quang mình chiếu khắp cả mười phương, sẽ biết tâm niệm của chúng sanh để tùy thuận thuyết pháp. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Chỗ nói pháp của ông có như mộng, như hưởng, như ảnh, như diệp, như viễn, như hóa chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đúng là như vậy. Bạch Thế Tôn, nếu hết thảy pháp là như mộng, như hưởng, như ảnh, như diệp, như viễn, như hóa, thì Bồ Tát làm sao hành bát nhã ba la mật? Bạch Thế Tôn, như mộng dẫn đến như hóa là hư vọng chẳng thật có, chẳng nên dùng pháp hư vọng, pháp chẳng thật ấy để tu, hòng có thể được đầy đủ 6 pháp ba la mật, dẫn đến 18 bất cộng pháp. Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, pháp hư vọng chẳng thật ấy chẳng có thể đầy đủ 6 pháp ba la mật, dẫn đến 18 bất cộng pháp. Hành pháp hư vọng chẳng thật ấy chẳng có thể được vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, hết thảy các pháp ấy đều là tác pháp do ước tưởng tư duy nên chẳng có thể được nhất thiết chủng trí. Này Tu Bồ Đề, các pháp ấy chỉ là những pháp trợ đạo, chẳng có thể tăng ích đạo quả. Các pháp đều vô sanh chẳng sanh, vô xuất chẳng xuất, vô tướng chẳng có tướng. Từ khi sơ phát tâm cho đến nay, Bồ Tát hành các thiện pháp như hành bố thí ba la mật dẫn đến nhất thiết chủng trí.
Vì sao? Vì Bồ Tát biết rõ các pháp đều là như mộng dẫn đến như hóa. Các pháp như vậy chẳng có thể được đầy đủ bố thí dẫn đến nhất thiết chủng trí, cũng chẳng có thể thành tựu chúng sanh tịnh Phật quốc độ, cũng chẳng có thể được vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát hành các thiện pháp từ bố thí dẫn đến nhất thiết chủng trí mà biết rõ các pháp ấy là như mộng như hóa, cũng biết rõ chúng sanh là như mộng như hóa. Bồ Tát chẳng chấp bát nhã ba la mật là có pháp dụng, do chẳng chấp như vậy nên được nhất thiết chủng trí, biết rõ pháp như mộng là chẳng có chỗ thủ chấp dẫn đến pháp như hóa, cũng là chẳng có chỗ thủ chấp. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật chẳng có tướng có thể thủ, thiền ba la mật chẳng có tướng có thể thủ, dẫn đến 18 bất cộng pháp chẳng có tướng có thể thủ. Bồ Tát biết rõ hết thảy pháp đều chẳng có tướng có thể thủ được nên phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì pháp chẳng có tướng có thể thủ được là pháp chẳng có căn bản định thật, chỉ như mộng như hóa vậy. Dùng pháp bất khả thủ tướng, pháp chẳng có tướng có thể thủ, chẳng thể được pháp bất khả thủ tướng, chỉ vì chúng sanh chẳng biết các pháp tướng như vậy, nên Bồ Tát phải vì chúng sanh cầu vô thượng Bồ Đề. Từ khi sơ phát tâm cho đến nay, Bồ Tát vì hết thảy chúng sanh mà hành bố thí, dẫn đến vì hết thảy chúng sanh mà hành trí huệ. Bồ Tát cầu vô thượng Bồ Đề chỉ vì hết thảy chúng sanh, chẳng phải vì bản thân mình hoặc vì những sự việc gì khác. Khi hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát thấy chúng sanh là vô chúng sanh, chẳng là chúng sanh mà lại trú trong tướng chúng sanh, dẫn đến thấy tri giả kiến giả là vô tri giả vô kiến giả mà lại trụ trong tướng tri kiến. Bồ Tát giáo hóa chúng sanh khiến họ xa rời điên đảo và đến an trú trong tánh cam lộ. Ở nơi đây chẳng còn có các tướng hư vọng, chẳng có tướng chúng sanh dẫn đến chẳng có tướng tri giả, tướng kiến giả. Lúc bấy giờ Bồ Tát xả ly tâm động, tâm có niệm, tâm hỷ luận và thường hành tâm chẳng động, tâm chẳng có niệm, tâm chẳng hỷ luận. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát dùng được phương tiện hành bát nhã ba la mật, tự mình chẳng có chỗ thủ chấp, cũng dạy người khác khiến họ chẳng có chỗ thủ chấp. Đây là tùy theo thế đế, chẳng phải là đệ nhất nghĩa đế. Ngài tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, khi được vô thượng Bồ Đề, Thế Tôn được hết thảy Phật pháp. Nói như vậy là y theo thế đế hay là y theo đệ nhất nghĩa đế? Phật dạy, này tu Bồ Đề y theo thế đế mà nói Phật được các pháp ấy. Trong pháp ấy, chẳng có pháp để được, cũng chẳng có người được pháp. Vì sao? Vì người được pháp là có sở đắc. Nếu dùng hai pháp thì chẳng có đạo, chẳng có quả. Ngài tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, hành hai pháp thì chẳng có đạo, chẳng có quả. Như vậy hành chẳng hai pháp, bất nhị pháp thì có đạo, có quả chăng? Phật dạy, nay tu Bồ Đề hành hai pháp chẳng có đạo, chẳng có quả. Hành chẳng hai pháp cũng chẳng có đạo, chẳng có quả. Chẳng dùng hai pháp, nhị pháp cũng chẳng dùng chẳng hai pháp, bất nhị pháp thì đó mới tức là đạo, tức quả vậy. Vì sao? Vì nói dùng pháp ấy mà được đạo, được quả là hí luận. Nói dùng pháp ấy mà chẳng được đạo, chẳng được quả cũng là hí luận. Nơi các pháp bình đẳng chẳng có hí luận, chẳng có tướng hí luận. Các pháp chẳng có hí luận là các pháp bình đẳng. Ngài tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, các pháp đều chẳng có tánh. Trong tánh vô sở hữu đó, những pháp gì là bình đẳng? Phật dạy, này tu Bồ Đề, nếu chẳng có pháp hữu thì chẳng có pháp vô. Cũng chẳng nói đến các pháp tướng bình đẳng, ngoài tướng bình đẳng ra chẳng có tướng pháp nào khác. Phàm phu cùng các bậc thánh đều chẳng có thể hành, chẳng có thể đến được pháp tướng bình đẳng. Ngài tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, cho đến các đức Phật cũng chẳng thể hành, chẳng thể đến được chăng? Phật dạy, này tu Bồ Đề, hết thảy các bậc thánh dẫn đến Phật dạy đều chẳng thể hành, chẳng thể đến được. Ngài tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, Phật có lực tự tại ở nơi hết thảy pháp. Như vậy vì sao nói Phật chẳng thể hành, chẳng thể đến được? Phật dạy, này tu Bồ Đề, nếu các pháp bình đẳng cùng Phật có sai khác nhau thì mới nên nói như vậy. Này nói phàm phu thanh văn bích chi Phật dẫn đến Phật bình đẳng, tức là nói bình đẳng là một, là chẳng phải hai vậy. Đây có nghĩa là hàng phàm phu trừ thánh dẫn đến chư Phật bình đẳng đều là bất khả đắc. Ngài tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu ở nơi tướng bình đẳng mà hết thảy pháp đều bất khả đắc, thì giữa phàm phu chư thánh chư Phật chẳng có gì sai khác nhau chăng? Phật dạy, đúng như vậy, đúng như vậy. Này tu Bồ Đề, nơi các pháp bình đẳng chẳng có sai khác, chẳng có sự phân biệt giữa phàm phu thánh nhân và Phật.
Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu chẳng có sự phân biệt giữa phàm phu, thánh nhân và Phật, thì làm sao phân biệt có ba ngôi tam bảo xuất hiện ở thế gian? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Phật bảo, pháp bảo và tam bảo cùng các pháp bình đẳng có khác nhau chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như chỗ con được nghe qua lời Phật dạy, thì tam bảo cùng các pháp bình đẳng chẳng có sai khác nhau. Vì sao? Vì Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo, tức là pháp bình đẳng, chẳng hợp chẳng tan, chẳng có sắc, chẳng có hình, chẳng có đối, là nhất tướng, là vô tướng vậy. Phật dùng trí lực ở nơi các pháp vô tướng, phân biệt là phàm phu, là tu đà hoàn, là tu đà hàm, là ana hàm, là A-la-hán, là bích chi Phật, là Bồ Tát, dẫn đến là Phật. Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Nếu các đức Phật được vô thượng Bồ Đề mà chẳng phân biệt các pháp, thì sẽ có biết được địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời người chăng? Sẽ có biết được 37 phẩm trợ đạo, 18 pháp không, 10 Phật lực dẫn đến 18 bất cộng pháp chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, sẽ chẳng biết vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, bởi vậy nên biết Phật có ân lực lớn, bất động ở nơi hết thảy các pháp mà phân biệt được hết thảy các pháp. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như Phật chẳng động ở nơi các pháp bình đẳng, phàm phu cũng chẳng động ở nơi các pháp bình đẳng, thành văn và bích chi Phật cũng chẳng động ở nơi các pháp bình đẳng. Bạch Thế Tôn, tướng pháp bình đẳng tức là tướng phàm phu, tức là tướng thành văn, tức là tướng bích chi Phật, dẫn đến tức là tướng Phật, đó là tướng bình đẳng. Bạch Thế Tôn, này các pháp mỗi mỗi đều có tướng sai khác, ví như tướng sắc khác, tướng thọ tưởng hành và thức khác, tướng nhãn nhĩ tỷ thể thân và ý khác, tướng địa thủy hỏa phong không và thức khác, tướng tham sân và si khác, tướng tà kiến khác, tướng thiệt khác, tướng bốn vô lượng tầm khác, tướng bốn vô sắc định khác, tướng bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo khác, tướng bố thí ba la mật dẫn đến bát nhã ba la mật khác, tướng ba giải thoát môn khác, tướng 18 bất cộng pháp khác, tướng pháp hữu vi khác, tướng pháp vô vi khác, tướng phàm phu khác dẫn đến tướng Phật khác. Các pháp mỗi mỗi đều có tướng riêng khác như vậy, thì làm sao Bồ Tát hành bát nhã ba la mật ở nơi các pháp có tướng sai khác nhau mà chẳng khởi tâm phân biệt? Nếu chẳng có phân biệt thì chẳng thể hành bát nhã ba la mật. Nếu chẳng hành bát nhã ba la mật thì chẳng thể tu từ địa này lên địa khác. Nếu chẳng tu từ địa này lên địa khác thì chẳng thể vào Bồ Tát vị. Nếu chẳng vào Bồ Tát vị thì chẳng thể vượt qua thành văn địa và bích chi Phật địa, chẳng được đầy đủ các thần thông ba la mật, chẳng được đầy đủ bố thí ba la mật dẫn đến bát nhã ba la mật, chẳng thể đi từ cõi Phật này đến cõi Phật khác để cúng dường chư Phật và gieo trồng thiện căn, dẫn đến chẳng thể thành tựu chúng sanh và tịnh Phật quốc độ. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, đúng như lời ông hỏi, tướng pháp ấy cũng là tướng phàm phu, tướng tu đà hoàn dẫn đến là tướng Phật. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu mỗi pháp có tướng riêng khác, như tướng giác khác dẫn đến tướng pháp hữu vi khác, tướng pháp vô vi khác, vân vân, thì làm sao Bồ Tát quán nhất tướng mà chẳng khởi sanh phân biệt? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Tướng sắc là không chăng, dẫn đến tướng Phật là không chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thật là không vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, trong không thì các tướng riêng khác của các pháp có khả đắc chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đều là bất khả đắc. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, bởi vậy nên phải biết rằng các pháp tướng bình đẳng, trong đó chẳng có phàm phu cũng chẳng ly phàm phu, dẫn đến chẳng có Phật cũng chẳng ly Phật. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các pháp bình đẳng là pháp hữu vi hay là pháp vô vi? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, chẳng phải pháp hữu vi, chẳng phải pháp vô vi, cũng chẳng ly pháp hữu vi, chẳng ly pháp vô vi, vì hữu vi và vô vi đều là bất khả đắc. Này Tu Bồ Đề, dù là tánh hữu vi hay là tánh vô vi, thì cả hai pháp ấy đều chẳng hợp chẳng tan, chẳng có sắc, chẳng có hình, chẳng có đối, đều là nhất tướng, là vô tướng. Phật cũng dùng thế đế mà nói, chẳng phải dùng đệ nhất nghĩa đế. Vì sao? Vì ở nơi đệ nhất nghĩa đế chẳng có thân hành, khẩu hành và ý hành, cũng chẳng ly thân hành, khẩu hành và ý hành. Vì trong đệ nhất nghĩa đế thì pháp hữu vi và pháp vô vi đều là tướng bình đẳng. Tướng bình đẳng của các pháp tức là đệ nhất nghĩa đế vậy. Khi hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát trú bất động trong đệ nhất nghĩa đế mà hành các sự việc làm lợi ích cho chúng sanh.
Luận. Ngài Tu Bồ Đề suy nghĩ về lời nói của Phật rằng: người thấy như thật là chẳng cấu tịnh, người chẳng thấy như thật cũng là chẳng cấu tịnh. Suy nghĩ như vậy rồi, Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: người thấy như thật là chẳng cấu tịnh, người chẳng thấy như thật cũng là chẳng cấu tịnh. Vì sao? Vì hết thảy pháp là tánh vô sở hữu, chẳng có cấu tịnh, trong sở hữu cũng chẳng có cấu tịnh. Ý Ngài Tu Bồ Đề muốn nói rằng, vô sở hữu là tịch diệt kiến, nên chẳng phải có cấu hay tịnh. Sở hữu là thường kiến, nên chẳng phải cấu hay tịnh. Sở hữu nếu quyết định có cũng chẳng phải theo nhân duyên sanh. Nếu chẳng phải theo nhân duyên sanh thì phải là thường có. Nếu đã là thường có thì cũng chẳng có cấu hay tịnh vậy. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, người thấy như thật và người chẳng thấy như thật có nghĩa khác nhau như thế nào? Phật dạy, nghĩa chẳng có sai khác nhau, cấu và tịnh chẳng có tướng riêng khác, chẳng thể phân biệt nói ra vì là bình đẳng. Nếu phân biệt nói có cấu có tịnh là có lỗi. Các pháp tướng bình đẳng, ta nói đó là tịnh. Ở nơi thật tướng thì các pháp đều là như pháp tánh, pháp trú, pháp vị thật tế, đều là bình đẳng, chẳng có sai khác. Khi vào trong tánh bình đẳng rồi, Bồ Tát giữ được tâm chẳng ghét tắng, chẳng thương ái. Nên dù có Phật hay chẳng có Phật thì pháp tánh vẫn thường trú. Trái lại, các tác pháp đều là hư dối cả. Bởi vậy nên kinh dạy, dù có Phật hay chẳng có Phật thì vô tác pháp vẫn thường trú. Như thế có người dùng ngón tay chỉ mặt trăng, mà người ngu vẫn đăm đăm nhìn ngón tay người này khiến chẳng sao thấy được mặt trăng. Phải đừng chắc ngón tay, phải nhìn theo hướng ngón tay chỉ thì mới thấy được mặt trăng vậy. Cũng như vậy, người nghe nói các pháp tướng bình đẳng, chẳng nên chấp tướng bình đẳng đó. Nên biết Phật y theo thế đế mà nói các pháp tướng bình đẳng chẳng phải là đệ nhất nghĩa đế. Thế đế là chẳng phải thật, nhưng vì muốn hành các sự việc nên phải y theo thế đế mà nói. Ví như người đem vàng ra đổi lấy các vật dụng cần thiết cho đời sống. Mặc dù vàng là quý, các vật dụng kia là tiện, nhưng cần thiết thì phải đổi vậy. Xét về đệ nhất nghĩa đế thì tánh bình đẳng chẳng có thể nói ra được, bất khả thuyết, chẳng có thể dùng ngữ ngôn danh tự hay âm thanh mà diễn đạt được. Vì sao? Vì pháp tướng bình đẳng là chẳng có ý luận, là tướng thường tịch diệt. Ngài Tu Bồ Đề nghe Phật nói về pháp tướng bình đẳng, về thật tướng pháp và hiểu rõ ý chỉ của Phật, nhưng vì lợi ích cho hàng Bồ Tát sơ phát tâm mà Ngài hỏi Phật, nếu hết thảy pháp đều là không, là như mộng, thì làm sao ở nơi các pháp chẳng có căn bản định thật mà Bồ Tát có thể phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề dẫn đến vì chúng sanh thuyết pháp? Phật hỏi lại, sáu pháp ba la mật, các môn đà la ni, các môn tam muội thuyết pháp, vân vân, có phải là như mộng chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, thật là như mộng vậy. Các pháp tùy có làm lợi ích cho chúng sanh mà đều là mộng pháp cả. Mộng pháp là hư vọng chẳng thật. Như vậy, Bồ Tát cầu Bát Nhã Ba La Mật, cầu Phật đạo, làm sao lại hành các pháp chẳng thật như vậy? Nếu hành các pháp chẳng thật thì làm sao vào được trong Bát Nhã Ba La Mật? Phật dạy, đúng như vậy. Bố thí cũng hết thảy các thiện pháp đều do tư duy phân biệt mà được tạo tác, được sanh khởi. Pháp như vậy chẳng nên trú để cảnh nhất thiết trùng trí. Lúc bấy giờ trong chúng hội có người nghe nói như vậy liền sanh tâm giải đãi, nên Phật nói tiếp, hết thảy các thiện pháp đều là pháp trợ đạo. Nếu ở nơi các thiện pháp mà sanh tà hạnh thì các pháp ấy mới gọi là chẳng thật. Còn nếu thật hành chẳng có lầm lạc thì các pháp ấy trở thành pháp trợ đạo, nhưng vì là pháp trợ đạo nên chẳng trực tiếp dẫn đến đạo quả. Trái lại, thật pháp là chẳng xuất chẳng sanh, là nhất tướng, là vô tướng, là tịch diệt tướng. Ví như trời mưa làm lợi ích cho cây cỏ đồng ruộng mà chẳng làm lợi ích cho hư không. Cũng như vậy, hành các pháp trợ đạo chỉ đem lại các quả báo hữu lậu mà chẳng có lợi ích cho quả đạo quả niết bàn vậy. Bồ Tát biết rõ các pháp trợ đạo, cũng biết rõ đạo quả, nên từ sơ phát tâm cho đến nay vẫn thường hành các pháp trợ đạo như bố thí, chỉ giới, vân vân, mà vẫn biết rõ các pháp ấy đều là rốt ráo không, đều là như mộng. Hỏi, nếu Bồ Tát biết rõ thật tướng các pháp thì cần gì phải hành bố thí? Đáp, Phật dạy, nếu chẳng đầy đủ bố thí thì chẳng có thể thành tựu chúng sanh. Bởi vậy nên Bồ Tát phải tự trang nghiêm thân, dùng âm thanh ngôn ngữ cùng các lực thần thông để phương tiện dẫn đạo chúng sanh. Bồ Tát hành bố thí chỉ vì lợi ích chúng sanh, mà chẳng chấp bố thí, chẳng khởi hí luận, xem bố thí như mộng như hóa. Do hành bố thí như vậy mà Bồ Tát được vô thượng Bồ Đề. Vì sao?
Vì Bát Nhã Ba La Mật chẳng có chỗ thủ chấp, Bồ Tát biết hết thảy các pháp mà chẳng thủ chấp các pháp tướng. Chẳng thủ chấp các pháp tướng mà vẫn phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát biết hết thảy các pháp đều chẳng có căn bản định thật, chẳng có tướng có thể chấp thủ, chỉ là như mộng như hóa. Nhưng vì thấy chúng sanh mê muội, chẳng biết được như vậy, nên Bồ Tát phải vì chúng sanh mà cầu vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát từ sơ phát tâm cho đến nay, chỉ vì chúng sanh mà hành bố thí, dẫn đến hành hết thảy các thiện pháp, chỉ vì chúng sanh mà cầu vô thượng Bồ Đề, chẳng phải vì chính mình vậy. Vì sao? Vì nếu Bồ Tát xa lìa tâm đại bi, tâm thương xót chúng sanh mà cầu vô thượng Bồ Đề, cầu thật tướng pháp thì sẽ đoạn về tà kiến. Người như vậy chẳng có thể được nhất thiết chủng trí. Do tâm cầu nhất thiết chủng trí chưa được nhu nhuyễn, nên rất dễ bị đoạn vào biên kiến chấp, rất khó có thể vào nơi thật tướng pháp vậy. Phật dạy từ sơ phát tâm, Bồ Tát phải thường bi niệm chúng sanh, thương xót chúng sanh, thì dần dần mới vào đường rốt ráo không? Hỏi, ở các chỗ khác thường nói Bồ Tát tự lợi và làm lợi ích cho chúng sanh, vì sao ở nơi đây chỉ nói Bồ Tát làm lợi ích cho chúng sanh mà chẳng nói Bồ Tát tự lợi ích cho chính mình? Nếu vừa làm lợi ích cho mình vừa làm lợi ích cho người khác thì có lỗi gì? Đáp, Bồ Tát chỉ vì lợi ích cho chúng sanh mà hành các thiện pháp, như vậy mới là thật nghĩa của việc hành Bồ Tát đạo. Trước đây nói vừa tự lợi mình và lợi người là vì phàm phu mà nói. Người hành Bồ Tát đạo khi đã vào trong đạo rồi, dù có tự lợi thì đó cũng nhằm lợi tha là trên hết. Bởi vậy nên nói, Bồ Tát chỉ vì lợi ích cho chúng sanh mà hành các thiện pháp, chẳng phải vì lợi ích cho riêng mình. Hỏi, có thuyết nói, người làm việc chỉ vì thân mình là người bậc hạ, người làm việc vì lợi ích cho người khác là người bậc trung, người làm việc vì lợi ích cho mình và cho người đầy đủ viên mãn là người bậc thượng. Nếu lợi tha mà chẳng có tự lợi thì làm sao gọi là bậc thượng được? Đáp, chẳng phải như vậy. Người hành đạo chỉ vì tự thân mình là người bậc hạ. Người ở thế gian hành các thiện pháp chỉ vì lợi ích cho mình mà chẳng phải vì lợi ích cho người khác. Do hành đạo mà tự ái chấp thân mình, chấp việc làm của mình nên chẳng có được nhiều phước báo mặc dù chẳng có phạm tội. Người thường giải niềm vui riêng của mình, chỉ vì chúng sanh mà hành đạo mới gọi là người bậc thượng. Người hành đạo bậc thượng là người chỉ vì chúng sanh mà hành các thiện pháp. Người chưa được thành tựu được chúng sanh mới phải tự lợi cho đầy đủ trước đã để sẵn sàng làm lợi ích cho người về sau. Như hành tự lợi và lợi tha chỉ là giai đoạn tập sự trong quá trình hành Bồ Tát đạo vậy. Nên phân biệt có ba hạng người cầu Phật đạo, đó là người vì tự thân mình mà cầu thành Phật, người vì tự thân mình và cũng vì chúng sanh mà cầu thành Phật, người chỉ vì chúng sanh mà cầu thành Phật. Hạng người sau cùng này thường hành đạo thanh tịnh nhằm phá các chấp điên đảo. Đây là hàng Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật mà biết rõ chúng sanh là vô chúng sanh, chẳng là chúng sanh, dẫn đến tri giả kiến giả là vô tri giả, vô kiến giả, chẳng là tri giả, chẳng là kiến giả. Bồ Tát an trú trong vô tướng mà vẫn thường hành các thiện pháp trợ đạo, dạy chúng sanh hành các thiện pháp trợ đạo nhằm độ thoát chúng sanh ra khỏi sanh tử, đưa họ vào trong tánh cam lồ. Vì sao? Vì hành tất cả các thiện pháp trợ đạo đều dẫn đến Niết Bàn vậy. Tánh Niết Bàn gọi là tánh cam lồ. Trú trong tánh cam lồ, Bồ Tát chẳng còn sanh các vọng tưởng, được vô sở trước và cũng khiến chúng sanh được vô sở trước. Như vậy mới gọi là lợi ích cho chúng sanh vào bậc nhất. Hỏi, trước đây nói vì lợi ích cho chúng sanh mà Bồ Tát hành đạo, này vì sao nói vì muốn khiến chúng sanh được vô sở trước mà Bồ Tát hành đạo? Đáp, nếu mình chẳng có trí huệ thì chẳng có thể làm lợi ích cho người được. Bởi vậy nên tự mình phải được vô sở trước, chẳng có chỗ chấp trước, rồi mới dạy người khác khiến cho được vô sở trước. Nếu có tài vật hay công đức gì, Bồ Tát cũng đều đem hết cho chúng sanh. Ví như ông Điều Đạt, tức là Đề Bà Đạt Đa, là oán tặc của Phật mà Phật cũng cho tất cả. Như vậy mới là tự tu tập công đức. Nếu chẳng như vậy thì chẳng có thể phá được chấp ngã, nên chẳng có thể bố thí thanh tịnh được. Đây cũng là y theo thế đế mà nói, chẳng phải là đệ nhất nghĩa đế. Vì sao? Vì ở nơi đệ nhất nghĩa đế là chẳng có chúng sanh, chẳng có pháp, chẳng phải một cũng chẳng phải hai, là bình đẳng chẳng có phân biệt các pháp tướng, nên cũng là chẳng có chỗ chấp, vô sở chấp vậy. Bởi vậy nên nói tướng chẳng thể nói ra được, bất khả khuyết tướng. Là tướng của đệ nhất nghĩa đế, tướng có thể nói ra được.
Khả Thuyết Tướng là tướng của Thế Tục Đế. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, nói ở nơi đạo tràng mà được pháp là nói theo Thế Đế hay là nói theo Đệ Nhất Nghĩa Đế? Ý Ngài Tu Bồ Đề muốn nói, nếu nói dùng Thế Đế mà được đạo, tức là hư vọng chẳng thật, còn nói dùng Đệ Nhất Nghĩa Đế mà được đạo thì cũng chẳng thể được. Vì Đệ Nhất Nghĩa Đế là vô đắc, chẳng có đắc, là bất khả thuyết, chẳng thể nói ra được, là bất khả thọ, chẳng thể thọ được, nên chẳng có pháp đắc, chẳng có người đắc pháp vậy. Phật dạy, do y theo Thế Đế dùng ngữ ngôn danh tự mà nói Phật được vô thượng Bồ Đề. Thật ra chẳng có người đắc pháp, chẳng có pháp để đắc. Vì sao? Vì chấp có pháp để đắc, chấp có người đắc pháp là chấp có hai pháp. Do chấp có hai pháp nên chẳng có đạo cũng chẳng có quả. Bồ Tát chẳng đắc đạo, chẳng đắc quả mới thật được gọi là Bồ Tát đắc vô thượng Bồ Đề. Như vậy y theo Thế Đế nên mới dùng hai pháp. Phật pháp chẳng phải là pháp hư dối, nhưng vì hàng sơ phát tâm mà phải dùng hai pháp để phân biệt các pháp là hư vọng. Chư Phật và chư Đại Bồ Tát đã được Đệ Nhất Nghĩa Đế, nên giáo hóa chúng sanh khiến họ được Đệ Nhất Nghĩa Đế. Tuy có phân biệt các pháp, mà chẳng có chấp các pháp tướng hư vọng. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, nếu hành hai pháp, nhị pháp, chẳng được đạo, chẳng được quả, thì hành chẳng hai pháp, bất nhị pháp, có được đạo được quả chăng? Phật dạy, hành hai pháp chẳng có đạo chẳng có quả, hành chẳng hai pháp cũng chẳng có đạo chẳng có quả. Hỏi, trước đây nói hai pháp là pháp của phàm phu, chẳng hai pháp là pháp của bậc thánh hiền. Trong kinh Duy Ma Cật có nói đến vào pháp môn chẳng hai pháp bất nhị pháp môn thì nghĩa ấy như thế nào? Đáp, chẳng hai pháp bất nhị pháp là thánh pháp chân thật. Vì các Bồ Tát sở phát ý chưa vào được nơi thật tướng pháp, nên vừa ngon nghe nói đến chẳng hai pháp bất nhị pháp là liền sanh tâm chấp hoặc liền sanh tâm hủy báng. Phật muốn ngăn sự chấp thiên lệch về cả hai bên, nên vì họ thuyết về trùng đạo là chẳng hai phi nhị, cũng chẳng phải chẳng hai phi bất nhị. Nói hai pháp là có phân biệt các tướng, nói chẳng hai pháp là nói nhất không tướng, tướng không đồng nhất. Nhất không tướng phá được hết thảy các pháp tướng sai khác. Khi đã phá xong các tướng sai khác rồi thì cũng phải xả luôn chấp về chẳng hai tướng mới được đạo quả. Vì sao? Vì các bậc thánh hiền tuy tán thán chẳng hai tướng, bất nhị tướng mà chẳng chấp pháp ấy, chẳng sanh hí luận, dùng pháp ấy mà được đắc đạo đắc quả. Như vậy mới gọi là pháp bình đẳng. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, nếu các pháp đều là tướng vô sở hữu thì sao có thể gọi là tướng bình đẳng? Phật dạy, nếu ly tánh hữu thì chẳng có tánh vô, cũng chẳng có thể nói đến các pháp tướng bình đẳng. Bồ Tát chẳng nói hết thảy các pháp là tánh vô, mà nói hết thảy pháp tướng bình đẳng, cũng chẳng nói ly hai bên hữu vô là có tướng bình đẳng. Vì sao? Vì ở nơi hết thảy các chỗ đều chẳng có thủ chấp mới thật là tướng bình đẳng. Như vậy là các pháp bình đẳng vừa trên hết thảy pháp, chẳng ngăn ngại việc hành các thiện pháp vậy. Hỏi, trước đây nói các pháp tướng bình đẳng là thật tướng pháp, này vì sao nói pháp bình đẳng vượt lên trên hết thảy pháp? Đáp, hết thảy pháp nói trên đây có hai nghĩa, đó là hết thảy sắc pháp ở nơi pháp thể đều bình đẳng chẳng khác, ở nơi các sắc pháp phân biệt có pháp phàm phu hành tà hạnh và pháp của các bậc thánh hành chánh hạnh. Ở nơi đây nói về nghĩa thứ hai, nói bình đẳng là nói ở ngay nơi tà hạnh của phàm phu mà xuất ra khỏi các tà hạnh đó, chẳng phải là vượt ra khỏi hết thảy các pháp vậy? Lại nữa, bình đẳng cũng có nghĩa là chẳng thể hành, chẳng thể đến được. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, cho đến các đức Phật cũng chẳng hành, chẳng đến được chăng? Ngài Tu Bồ Đề muốn nói rằng, dù pháp thậm thầm vi diệu, dù là khó hành, khó đến, nhưng các đức Phật đã được đạo rồi, ắt có thể hành, có thể đến được vậy. Nghĩ như vậy nên Ngài nêu lên các câu hỏi trên đây. Phật dạy, hết thảy chư thánh hiển dẫn đến chư Phật đều chẳng hành, chẳng đến được. Ý Phật muốn nói rằng, vì là tự tánh bình đẳng, nên chư Phật ba đời mười phương đều chẳng hành, chẳng đến được, huống nữa là một đức Phật. Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi, ở nơi hết thảy pháp, Phật có lực tự tại, có trí huệ vô ngã, như vậy vì sao nói chẳng thể hành, chẳng thể đến được? Phật dạy, nếu các pháp bình đẳng cùng Phật có khác nhau thì mới nên hỏi, phàm phu bình đẳng, Tu Đà Hoàn bình đẳng dẫn đến Phật bình đẳng cùng với bình đẳng là chẳng phải hai, chẳng phải khác. Phàm phu Tu Đà Hoàn dẫn đến Phật đều cùng một tự tánh. Trong một tánh thì chẳng có hành, chẳng có đến vậy, cùng với tự tánh phải có tha tánh,
mới nói đến có hành có đến. Vì tự tánh và tha tánh là bình đẳng nên chẳng có hành chẳng có đến. Bởi vậy nên Phật dạy, nếu hữu Phật và bình đẳng khác nhau thì Phật mới hành bình đẳng. Này Phật tức là bình đẳng thì chẳng nói đến hành bình đẳng đến bình đẳng vậy. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, nếu ở nơi bình đẳng mà hết thảy các pháp đều bất khả đắc thì giữa phàm phu chư thánh dẫn đến chư Phật có gì sai khác nhau chăng? Phật dạy, chẳng có sự sai khác, chẳng có sự phân biệt giữa phàm phu chư thánh và chư Phật. Ý Phật muốn nói rằng, thế gian y thế tục mà phân biệt có sự sai khác, còn ở nơi pháp bình đẳng thì chẳng có sự sai khác, chẳng có sự phân biệt. Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi, nếu chẳng có sự phân biệt giữa phàm phu thánh nhân và Phật, thì làm sao có ba ngôi tam bảo xuất hiện ở thế gian làm các việc lợi ích cho chúng sanh? Phật dạy, pháp bình đẳng tức là thật pháp tức là Phật pháp, tức là tam bảo, tức là Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Vì sao? Vì người chưa được pháp bình đẳng thì chẳng được gọi là Phật. Người được pháp bình đẳng mới được gọi là Phật. Phật dùng lực trí huệ ở nơi các pháp bình đẳng vô tướng mà phân biệt có phàm phu, có các quả thánh sai khác như là Tu Đà Hòa, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật, dẫn đến có quả vị Phật. Ngài Tu Bồ Đề lãnh hội lời Phật dạy và thưa, các pháp đều chẳng hợp chẳng tan, chẳng có sắc, chẳng có hình, chẳng có đối, đều là nhất tướng, là vô tướng. Thế nhưng Phật ở nơi không, nơi vô tướng, mà dùng lực trí huệ phân biệt có phàm phu, có các quả thánh sai khác nhau. Phật ấn chứng lời Ngài Tu Bồ Đề và dạy, đúng như vậy, nếu Phật chẳng phân biệt các pháp, thì làm sao biết có địa ngục ngạ quỷ súc sanh trời người, làm sao biết có 37 pháp trợ đạo dẫn đến có 18 bất cộng pháp. Hỏi, Phật ví như mặt trời chiếu sáng vạn vật, chẳng phân biệt vật ở cao hay thấp, vật lớn hay nhỏ. Chúng sanh ở khắp nơi có thể dùng mắt để riêng thấy mặt trời. Cũng như vậy, Phật chẳng truyền các pháp tướng, nhưng dùng lực trí huệ soi chiếu các pháp để vì chúng sanh diễn nói. Như vậy, vì sao Ngài Tu Bồ Đề lại nói nếu chẳng phân biệt các pháp thì chẳng biết có địa ngục ngạ quỷ súc sanh trời người, chẳng biết có 37 pháp trợ đạo dẫn đến có 18 bất cộng pháp? Đáp, ở đây nên phân biệt giữa sự biết của phàm phu và sự biết của Phật. Sự biết của hàng phàm phu là biết hư vọng, sự biết của Phật là biết như thật. Phàm phu biết các pháp là có các tướng sai khác như có xấu tốt lớn nhỏ hơn thua vân vân. Sự biết của phàm phu như vậy chỉ là hư vọng. Phật tuy chẳng nói về xấu tốt lớn nhỏ hơn thua vân vân, nhưng vẫn thường phân biệt các pháp, khai thị để chúng sanh được biết rõ về các pháp hư vọng, nhằm đưa chúng sanh vào nơi thật tướng pháp. Dùng hai pháp, nhị pháp mới phân biệt có địa ngục, có ngạ quỷ, có súc sanh, có trời, có người, phân biệt có phàm phu, có các bậc thánh hiền, dẫn đến có các đức Phật, vân vân. Dùng chẳng hai pháp, bất nhị pháp, thì chẳng có các sự phân biệt như vậy. Vì sao? Vì Phật Pháp là tướng tịch diệt, chẳng có hí luận. Nếu ở trong Phật Pháp mà còn phân biệt, có các pháp tướng sai khác, như có tướng địa ngục, tướng ngạ quỷ, tướng súc sanh, vân vân, thì chẳng phải là tịch diệt nữa. Chẳng hai pháp, bất nhị pháp là chẳng có hí luận. Phật ở nơi tướng tịch diệt mà vẫn thường vì chúng sanh phân biệt các pháp. Tùy phân biệt các pháp mà chẳng đọa vào hí luận, cũng chẳng ly thật tướng pháp. Vì sao? Vì người thế gian dùng mắt thấy một con vật mà chẳng biết tướng của con vật ấy do nhiều tướng khác, từng phần nhỏ hòa hợp lại mà có vậy. Ví như nói một con trâu sanh ra một con trâu. Thật ra thì chẳng thể nói như vậy được. Con trâu do nhiều thành phần của trâu hòa hợp lại mới thành ra trâu. Nếu loại trừ các thành phần của trâu ra thì chẳng có một pháp nào được gọi là pháp trâu cả. Vì sao? Vì do nhiều thành phần của trâu hòa hợp lại mà thành ra có một pháp gọi là trâu. Nếu chỉ thấy tướng chung, chẳng thấy được các tướng riêng của các thành phần mà đã gọi là thấy trâu, thì như vậy là chưa thấy như thật tướng trâu vậy. Phải vào được các pháp bình đẳng mới có thể thấy như thật, biết như thật tướng trâu. Phật bất động ở nơi hết thảy các pháp mà phân biệt được hết thảy các pháp. Do bất động mà phân biệt các pháp như vậy, nên chẳng có chấp hai tướng, nhị tướng, cũng chẳng có chấp một tướng, nhất tướng vậy. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, như Phật chẳng động ở nơi các pháp bình đẳng thì làm sao phàm phu thanh văn bích chi Phật cũng đều chẳng động ở nơi các tướng bình đẳng? Như vậy Phật làm sao phân biệt được các pháp có tướng sai khác nhau, như tướng giác khác dẫn đến tướng pháp hữu vi khác, tướng pháp vô vi khác? Nếu chẳng có phân biệt như vậy
thì làm sao Bồ Tát tu từ địa này đến địa khác dẫn đến thành tựu chúng sanh tịnh Phật quốc độ? Phật dạy tướng sắc là không chăng, dẫn đến tướng Phật là không chăng? Trong không thì có các tướng sai khác có khả đắc chăng? Đại Tu Bồ Đề thưa, các pháp tướng đều là không, trong dốt giáo không, trong vô tướng thì làm sao nói các pháp tướng sai khác được? Phật dạy trong không chẳng có các pháp tướng sai khác, pháp không là thật pháp thì làm sao ở trong không ông lại phân biệt các pháp và nêu lên các lời vấn nạn? Trong dốt giáo không thì không là bất khả đắc, các pháp tướng mỗi mỗi đều bất khả đắc thì ông còn vấn nạn làm gì nữa? Bởi vậy nên phải biết rằng các pháp bình đẳng là chẳng có phân biệt. Ở nơi các pháp bình đẳng đó chẳng có phạm phù cũng chẳng ly phạm phù, dẫn đến chẳng có Phật cũng chẳng ly Phật. Tướng của phạm phù cũng tức là tướng của thánh hiền, dẫn đến cũng tức là tướng của Phật. Bởi vậy nên nói thánh hiền chẳng phải phạm phù mà cũng chẳng ly phạm phù, dẫn đến Phật chẳng phải phạm phù mà cũng chẳng ly phạm phù vậy. Ngài Tu Bồ Đề muốn hiểu rõ hơn về tướng bình đẳng nên hỏi, các pháp bình đẳng là pháp hữu vi hay là pháp vô vi? Phật dạy, chẳng phải là pháp hữu vi cũng chẳng phải là pháp vô vi. Vì sao? Vì pháp hữu vi là pháp hư vọng chẳng thật, còn pháp vô vi thì chẳng có sanh trú diệt nên là vô pháp, chẳng có pháp. Nếu đã là vô pháp thì cũng chẳng thể gọi là pháp vô vi được. Vì sao? Vì do đối đãi với hữu vi mà nói có vô vi. Nếu ly hữu vi ra thì vô vi là bất khả đắc. Ví như dài và ngắn là hai khái niệm tương đãi. Nếu chẳng có khái niệm về dài thì cũng chẳng có khái niệm về ngắn và ngược lại. Hỏi, pháp hữu vi là pháp vô thường, pháp vô vi là pháp thường. Như vậy vì sao nói ly hữu vi thì vô vi là bất khả đắc? Đáp, pháp vô vi là pháp vô phân biệt, chẳng có phân biệt, là pháp vô tướng, chẳng có tướng. Nếu pháp vô vi là thường thì chẳng phải là vô tướng được vậy. Chỉ vì nhằm phá hữu vi nên mới nói vô vi. Một khi hữu vi đã bị phá rồi thì chẳng cần nói đến vô vi nữa. Ví như người bị giam cầm ở trong ngục tối, tìm mọi cách đục thủng vách tường để thoát ra bên ngoài. Khi vách tường đã được đục thủng rồi thì nó chẳng còn là vật ngăn cách bên trong và bên ngoài nữa. Lúc bấy giờ thì khoảng hư không bên trong và khoảng hư không bên ngoài đã hòa đồng với nhau, chẳng còn có sự phân biệt, chẳng còn sai khác nữa. Pháp vô vi chẳng phải do các nhân duyên sanh, sở dĩ lập ra tánh vô vi là để phá chấp về tánh hữu vi. Khi đã phá hữu vi rồi thì chẳng còn phân biệt hữu vi và vô vi nữa. Pháp hữu vi và pháp vô vi là đều là bất khả đắc, chẳng hợp chẳng tan, đều là nhất tướng, một tướng, là vô tướng, chẳng có tướng vậy. Vì y theo thế tục đế mà nói có hữu vi, có vô vi, chẳng phải là y theo đệ nhất nghĩa đế. Vì sao? Vì ở nơi đệ nhất nghĩa đế thì chẳng còn có thân hành, khẩu hành và ý hành. Hữu vi và vô vi bình đẳng mới tức là đệ nhất nghĩa đế. Bồ Tát biết rõ pháp hữu vi và pháp vô vi đều là bình đẳng tướng, là nhất tướng, là vô tướng, mà chẳng chấp bình đẳng tướng, nhất tướng, vô tướng đó. Bồ Tát an trú bất động ở nơi đệ nhất nghĩa, mà làm các việc lợi ích cho chúng sanh, dùng các lực phương tiện để vì chúng sanh thuyết pháp. Hết quyển 95. Luận Đại Trí Độ, quyển 96. Phẩm thứ 8-17, Như Hóa. Kinh. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu các pháp đều là bình đẳng, chẳng có chỗ tạo tác, chỗ thi thiết, thì làm sao khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát có thể an trú bất động ở trong các pháp bình đẳng mà làm các việc của Bồ Tát, như là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự? Phật dạy đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, đúng như lời ông nói, các pháp bình đẳng đều chẳng có sở tác. Nếu như chúng sanh tự biết các pháp bình đẳng như vậy, thì Phật chẳng dùng thần lực an trú bất động ở trong các pháp bình đẳng để vì chúng sanh nói pháp nhằm cứu thoát họ ra khỏi năm đường sanh tử, dạy họ xa lìa các chấp về tướng ngã, dẫn đến tướng tri giả, tướng kiến giả, dạy họ xa lìa các chấp về tướng sắc, dẫn đến tướng thức, tướng nhãn, dẫn đến tướng ý, tướng địa chủng, dẫn đến tướng thức chủng, dạy họ xa lìa tánh tướng hữu vi để được tánh tướng vô vi, mà tánh tướng vô vi tức là không vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, phải dùng pháp không gì để biết hết thảy pháp không? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát phải xa lìa hết thảy các pháp tướng, dùng không để biết hết thảy pháp không. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Nếu có người hóa làm ra các vật hóa, thì người hóa ấy là thật có, là chẳng không, bất không chăng?
Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, người hóa ấy là chẳng phải thật có mà cũng chẳng phải không, không, và người hóa là hai sự việc chẳng có hợp, chẳng có tan, trở nên phân biệt không và hóa. Vì sao? Vì hai sự việc ấy bình đẳng, trong không thì không và hóa đều là bất khả đắc. Vì sao? Này Tu Bồ Đề, vì sắc tức là hóa, vì thọ tưởng hành và thức tức là hóa, dẫn đến nhất thiết chủng trí tức là hóa. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, các pháp thế gian đều là hóa. Như vậy các pháp xuất thế gian từ bốn niệm xứ dẫn đến 18 bước cậu pháp, các bậc thánh từ Từ Đà Hoàn dẫn đến A La Hán Bích Chi Phật cũng đều là hóa chăng, dẫn đến các đức Phật Thế Tôn cũng đều là hóa chăng. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, hết thảy các pháp đều là hóa, pháp thành phần biến hóa, pháp Bích Chi Phật biến hóa, pháp Bồ Tát biến hóa, dẫn đến pháp Phật biến hóa. Lại có pháp phiền não biến hóa, nên có các pháp nghiệp nhân duyên biến hóa. Bởi vậy nên nói hết thảy các pháp đều là hóa. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, do đã dứt được các phiền não mà được bốn quả thành phần Bích Chi Phật đạo, dẫn đến được Phật đạo. Vậy thì đoạn dứt tập phiền não cũng là biến hóa chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, pháp có tướng sanh diệt là có biến hóa. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, có pháp gì chẳng biến hóa chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, pháp chẳng có sanh chẳng có diệt là pháp chẳng có biến hóa. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, có pháp gì chẳng có sanh diệt nên chẳng có biến hóa chăng? Phật dạy: Niết bàn chẳng có tướng hư vọng là pháp chẳng có biến hóa. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, như lời Phật dạy thì các pháp bình đẳng, chẳng phải do thanh văn làm ra, chẳng phải do Bích Chi Phật làm ra, chẳng phải do Bồ Tát làm ra, dẫn đến chẳng phải do Phật làm ra. Dù có Phật hay chẳng có Phật thì tánh của các pháp vẫn thường không, mà tánh không tức là tánh Niết Bàn. Này vì sao? Phật lại nói, chỉ có một pháp Niết Bàn là chẳng biến hóa. Phật dạy, đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, các pháp bình đẳng chẳng do ai làm ra mà đều dẫn đến tánh không, tức là tánh Niết Bàn. Nếu có Bồ Tát sở phát ý nào, khi nghe nói hết thảy pháp đều rốt ráo không, dẫn đến nghe nói Niết Bàn cũng là như hóa, mà chẳng sanh tâm sợ hãi, thì phải biết rằng vị Bồ Tát sở phát ý đó đã biết các pháp có sanh diệt là như hóa, các pháp có chẳng có sanh diệt là chẳng như hóa. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, làm sao có thể dạy cho hàng Bồ Tát sơ phát ý biết được tánh không? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nên nói hết thảy pháp từ trước đến nay là không. Luận: Hỏi: Các sự việc này trước đây Phật đã nói nhiều rồi, này vì sao Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi nữa? Đáp: Các sự việc này rất khó giải nên Phật phải nói nhiều lần. Này, bộ kinh này đã đến giai đoạn gần kết thúc nên Phật nói chỗ thậm thâm của pháp không, là chỗ mà hàng phàm phu dẫn đến hàng thánh hiền vẫn chưa có thể đến được. Ngài Tu Bồ Đề biết rõ hết thảy pháp tướng đều rốt ráo không nên Ngài hỏi Phật: Các pháp bình đẳng chẳng có tướng tạo tác, việc làm lợi ích chúng sanh là có tướng tạo tác. Như vậy làm sao Bồ Tát trú trong không trong vô tác mà lại thường làm lợi ích cho chúng sanh? Phật ơn chứng chỗ hỏi của Ngài Tu Bồ Đề và dạy: Làm việc lợi ích cho chúng sanh có nghĩa là giáo hóa họ, khiến họ biết rõ được các pháp bình đẳng là rốt ráo không, để có thể tự độ cho chính mình mà chẳng phải nhờ đến ơn đức của Phật. Ví như người bệnh nào tự biết được bệnh của mình, tự tìm lấy thuốc để trị bệnh cho mình thì chẳng cần phải nhờ đến thầy thuốc nữa. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu các pháp tướng là rốt ráo không thì chẳng có chỗ tạo tác, nếu dùng pháp tướng bình đẳng để làm lợi ích cho chúng sanh thì phá hoại thật tướng pháp. Như vậy Bồ Tát phải trú nơi đâu để làm các việc lợi ích cho chúng sanh? Phật dạy: Chẳng phải Bồ Tát dùng thật tướng pháp để làm lợi ích cho chúng sanh, nhưng vì chúng sanh chẳng biết được các pháp là rốt ráo không nên Bồ Tát phải dạy cho họ biết vậy. Sự việc Bồ Tát giáo hóa chúng sanh chỉ là đối trị tất đàn, chẳng phải là đệ nhất nghĩa đàn. Sở dĩ Ngài Tu Bồ Đề nạn hỏi vì Ngài đứng ở nơi đệ nhất nghĩa đàn nên thấy sự việc dùng pháp bình đẳng dạy cho chúng sanh chẳng thể đem lại lợi ích cho họ. Phật đáp: Do chúng sanh điên đảo, chẳng biết được Phật tánh nên phải phá tâm điên đảo của họ. Đây chẳng phải là dùng đệ nhất nghĩa đàn. Bởi vậy nên Bồ Tát trú trong tướng bình đẳng, xa lìa các tướng ngã, tướng chúng sanh, dẫn đến tướng tri giả, tướng kiến giả, ở nơi chúng sanh không, mà dùng hết thảy pháp vô ngã để giáo hóa chúng sanh. Nên biết ở trong chúng sanh có hai hạng, có hạng ái chấp nhiều, có hạng kiến chấp nhiều. Đối với người ái chấp nhiều khi được pháp vô ngã thì dễ sanh tâm nhàm chán,
họ thường tự ly dục và thường niệm vô ngã. Đối với hạng người kiến chấp nhiều, khi nghe được pháp vô ngã rồi cũng vẫn thường khởi các kiến chấp. Mặc dù biết được pháp vô ngã mà ở nơi các sắc pháp họ vẫn thường khởi các ý loạn, như trong các pháp là thường, là vô thường, vân vân. Đối với hạng người này thì phải nên dạy họ xa lìa các tướng sắc, xa lìa tướng năm ấm, tướng 12 nhập, tướng 18 giới, dẫn đến xa lìa tánh tướng hữu vi, khiến họ vào được tánh tướng vô vi, tức là tánh không vậy. Hỏi: vì sao ngài Tu Bồ Đề hỏi phải dùng pháp không gì để biết hết thảy pháp không? Đáp: không có rất nhiều nghĩa. Ví như nói trong nước chẳng có lửa, trong lửa chẳng có nước, đó là nói về nghĩa không. Ví như nói vô ngã, vô chúng sanh, vô tri giả, vô kiến giả, đó cũng là nói về nghĩa không. Ví như nói pháp không, chúng sanh không, đó cũng là nói về nghĩa không. Ví như nói nếu đem một pháp hữu vi chia trẻ ra thì sẽ có được các vi trần, nếu cứ tiếp tục chia trẻ ra đến cùng thì sẽ trở thành hư không, đó cũng là nói về nghĩa không, vân vân. Vì không có vô lượng nghĩa như vậy nên ngài Tu Bồ Đề mới hỏi Phật như trên. Phật dạy: dùng vô sở đắc tôn giáo không sẽ lìa được hết thảy các pháp không. Ở nơi đây nói không là nói chúng sanh không và pháp không, cả hai pháp đó đều không nên hết thảy pháp đều là tôn giáo không. Hỏi: vì sao nói chú ở trong không là lìa hết thảy các pháp tướng? Đáp: hết thảy các pháp đều chẳng có thể tận hoại, chỉ khi nào ly hết thảy các tà ức tưởng thì hết thảy các pháp tự ly. Ví như người có thần thông quán hoại sát tướng, có thể xuyên qua núi đá, qua vách tường mà chẳng có bị ngăn ngại vậy. Phật dạy: nếu ở nơi nằm ấm mà thường tu tránh ức niệm, thường đoạn tham dục thì được giải thoát, như vậy là được ly tướng. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: vì sao nói hết thảy pháp từ lớn đến nhỏ đều chẳng có căn bản định thật? Phàm phu hư vọng là chẳng thật có, nhưng vì sao nói các bậc thánh cũng là chẳng thật có? Ngài Tu Bồ Đề tuy đã là bậc A-la-hán thâm quý Phật Pháp, nhưng ngài cũng chỉ mới là Bồ Tát Sơ Phát Tâm nên mới hỏi Phật như trên. Phật biết rõ tâm niệm của ngài Tu Bồ Đề nên hỏi trở lại. Ý ông nghĩ sao? Ví như người hóa làm ra các vật hóa thì người hóa ấy có căn bản định thật chăng? Có phải là có, là chẳng không, bất không chăng? Ngài Tu Bồ Đề đáp: người hóa chẳng có căn bản định thật, chẳng phải là thật có, chẳng phải là chẳng không, phi bất không. Không và hóa là hai sự việc chẳng có hợp, chẳng có tan. Đây là hai pháp bình đẳng, chẳng có phân biệt. Bởi vậy nên nói hai pháp ấy là chẳng phải thật có, chẳng phải chẳng không. Do vì muốn phá 18 sự chấp thật có nên mới lập ra 18 pháp không. Thế nhưng người thế gian lại chấp không, chấp hóa, nên phải dùng đến danh từ chẳng không, bất không, và cho họ biết rằng hai pháp không và hóa đều là không, là chẳng thật có, là chẳng phải chẳng không. Do vậy chẳng nên phân biệt không và hóa. Phàm phu chấp các pháp là thật có, mà chẳng biết rằng các pháp là không, là chẳng thật có, là như hóa. Phật nêu lên các thí dụ để cho họ thấy rằng hết thảy pháp đều là như hóa, hết thảy pháp cùng hóa, chẳng có sai khác vậy. Phật dạy: sắc tức là hóa, thọ tưởng hành và thức tức là hóa, dẫn đến nhất thiết trùng trí tức là hóa. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: nói pháp phàm phu là hư vọng, là như hóa thì còn hợp lý, vì sao cũng nói các pháp xuất thế gian là như hóa? Nếu pháp xuất thế gian đều như hóa thì Niết Bàn cũng là như hóa, các quả thành văn, quả bích chi Phật dẫn đến quả Phật cũng là như hóa chăng? Phật dạy: hết thảy các pháp hữu vi và vô vi là như hóa, tất cả các bậc thánh hiền dẫn đến Phật cũng đều là như hóa, đều là tôn giáo không cả. Nghĩa này Phật đã dạy rõ ở các phẩm trước rồi, này chỉ rộng nói thêm rằng hết thảy pháp đều là như hóa. Hỏi: nếu các pháp đều là như hóa thì làm sao phân biệt có các pháp sai khác? Đáp: ví như Phật hóa hiện ra các người hóa, các người hóa tuy chẳng phải là thật có, nhưng cũng có những tướng mạo khác nhau, có những tâm tư tình cảm khác nhau, như có xấu có đẹp, có buồn có vui, có sợ hãi có an ổn, vân vân. Hết thảy các pháp đều ví như bóng trong gương, tuy có hình tướng dài nhau mà đều là chẳng thật có. Phật dạy: hết thảy pháp đều là biến hóa, pháp thành phần biến hóa, pháp bích chi Phật biến hóa, pháp Bồ Tát biến hóa, dẫn đến pháp Phật biến hóa. Lại có các pháp phiền não biến hóa, nên có các pháp nghiệp nhân duyên biến hóa. Vì thành phần biến hóa nên bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo biến hóa, bốn thánh đế dẫn đến ba giải thoát môn biến hóa. Vì sao? Vì người tu pháp thành văn trú trong giới luật, trong thiền định, nhiếp tâm cầu niết bàn, quán nội ngoại thần bất tịnh,
nên gọi là thần niệm xứ. Đây là vì cầu niết bàn mà siêng năng tinh tấn tu tập sanh khỏi các pháp ấy. Các pháp ấy ngay từ căn bản vốn là không, vốn không mà nay trở thành có, nay có rồi lại trở thành không. Như vậy gọi là thành phần biến hóa. Người tu bích chi Phật đạo do quán 12 nhân duyên mà được đạo, như vậy gọi là bích chi Phật biến hóa. Người hành Bồ Tát đạo do tu đầy đủ 6 pháp ba la mật mà được đầy đủ các quả báo thần thông, đầy đủ các Phật pháp, như vậy gọi là Bồ Tát biến hóa. Phật biến hóa thành tựu đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, 10 Phật lực, dẫn đến nhất thiết chủng trí, ở nơi vô lượng Phật pháp đều được bình đẳng. Phiền não biến hóa là do phiền não mà khởi sanh ra các nghiệp, trong đó có các nghiệp thiện, nghiệp bất thiện, nghiệp vô ký, lại còn có nghiệp định, nghiệp bất định, nghiệp bất động, hoặc thiện, hoặc ác, cùng vô lượng nghiệp khác. Hỏi, phiền não là pháp ác bất thiện, như vậy phiền não làm sao có thể sanh khởi nghiệp thiện và nghiệp bất động? Đáp, nên phân biệt ở trong các nhân duyên, có nhân duyên gần, cận nhân duyên và có nhân duyên xa, viễn nhân duyên. Ví như người có ngã tầm thiện, thường hành bố thí thì đời sau được giàu sang phú quý. Bố thí là nhân duyên gần, cận nhân duyên. Ví như người tu ly cõi dục, quán thần bất tịnh, tinh tấn tu thiền định là nhân duyên xa. Có thuyết nói hết thảy phàm phu đem ngã tâm hòa hợp với các hành động nên khởi các nghiệp. Lại có thuyết nói chẳng có thể ly ngã tâm mà khởi thức thứ 6 được. Đây có nghĩa là do chú trong ngã tâm mới khởi thức thứ 6, mới phân biệt được thiện ác, mà ngã tâm là gốc phiền não vậy. Hỏi, phiền não do tâm cấu sanh, còn các việc làm thiện phải do tâm tịnh mới sanh được. Như vậy cấu và tịnh làm sao có thể hòa hợp được, chú trong ngã tâm làm sao có thể khỏi những nghiệp thiện được? Đáp, chẳng phải như vậy, hết thảy các tâm đều cùng với huệ cấu sanh, dù trong tâm vô minh cũng vẫn có huệ. Tùy huệ của với vô minh trái nhau, nhưng ở một tâm có khỏi cả tịnh cả cấu. Hỏi, phàm phu chưa vào được đạo thì làm sao ly được ngã tâm để hành thiện? Đáp, khi tâm sân si phiền não dấy lên thì chẳng có được tâm thiện. Thế nhưng khi ngã tâm vô ký nhu nhuyến thì chẳng có phiền não nên có thể sanh các nghiệp thiện và các nghiệp bất động. Như vậy là chẳng có lỗi lầm. Do nghiệp biến hóa nên sanh hết thảy các quả báo. Các nghiệp quả báo dẫn sanh vào 6 đường sanh tử, trong đó có 3 đường ác và 3 đường thiện. Nghiệp ác có thượng trung và hạ. Thượng ác thì đọa vào địa ngục, trung ác thì đọa làm súc sanh, hạ ác thì đọa làm ngạ quỷ. Nghiệp thiện cũng có thượng trung và hạ, thượng thiện thì sanh làm trời, trung thiện thì sanh làm người, hạ thiện thì sanh làm Atula. Hỏi, nếu chúng sanh theo nghiệp dẫn sanh thì vì sao nói là biến hóa? Đáp, phàm phu chẳng biết các pháp biến hóa, còn các bậc thánh biết rõ các pháp đều là tướng rốt ráo không, nên quán chúng sanh cùng hết thảy đều là như hóa, chứ không nay có rồi trở lại thành không, như vậy gọi là như hóa. Nghiệp biến hóa cũng là như vậy, do đời trước tạo nghiệp mà đời nay phải thọ thân, rồi sanh tâm vui buồn, sợ hãi, vân vân. Như vậy là biến hóa mà chúng sanh chẳng biết nên chấp thân này là thật có. Người trí quán tất cả các sự việc vui buồn, sợ hãi, đều do nơi mình sanh, đều chỉ là hí luận nên xem các nghiệp quả báo đều là như hóa. Hỏi, biến hóa là do nghiệp làm ra, như vậy vì sao chẳng nói nghiệp mà lại nói biến hóa? Đáp, nên phân biệt có hai loại nghiệp là nghiệp tịnh và nghiệp cấu. Có thể nói nghiệp tịnh là do đại phiền não mà có, ví như thành phần biến hóa, bích chi Phật biến hóa, Bồ Tát biến hóa dẫn đến Phật biến hóa. Còn nghiệp cấu là do phiền não mà có, ví như chúng sanh biến hóa trong 6 đường sanh tử. Lại có thể nói có hai loại nghiệp là nghiệp thánh và nghiệp phàm. Nghiệp thánh là nghiệp đưa đến các quả vị thánh, từ quả vị Tu Đà Hoàn dẫn đến quả vị Phật. Còn nghiệp phàm là do phiền não biến hóa đưa chúng sanh vào trong 6 đường sanh tử. Đây cũng nói về các nghiệp biến hóa tịnh và cấu, nhưng khai triển rộng thêm ra vậy thôi. Bởi vậy nên Phật dạy hết thảy các pháp đều là không và như hóa. Ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật, các bậc thánh đã đoạn dứt phiền não và tập khí rồi mà cũng là như hóa chăng? Ý Ngài Tu Bồ Đề muốn nói rằng các pháp hữu vi là hư vọng nên nói là như hóa, nhưng các pháp vô vi là các pháp chân thật, chẳng có được tạo tác, chẳng thể nói là như hóa được. Do suy nghĩ như vậy mà Ngài hỏi như trên. Phật dạy các pháp có sanh có diệt đều là như hóa,
Vì sao? Vì các pháp ấy trước là không, nay là có. Nay có rồi trở lại thành không nên là như hóa. Chỉ có làm cho tâm người lầm chấp mà thôi. Ý Phật muốn nói rằng hết thảy pháp đều do nhân duyên sanh, chẳng có tự tánh nên là rốt ráo không là như hóa vậy. Ngài Tu Bồ Đề cầu thật tướng pháp, muốn được hiểu rõ hơn nên lại hỏi Phật: có pháp gì chẳng phải như hóa chăng? Ý Ngài Tu Bồ Đề muốn nói rằng ắt phải có một pháp quyết định chẳng phải như hóa, thì mới có thể nương theo đó mà tinh tấn tu hành vậy. Phật dạy: Phật chẳng sanh chẳng diệt là pháp chẳng như hóa, chỉ có Niết Bàn là pháp chẳng có tướng hư vọng, là pháp chẳng có biến hóa. Phật này chẳng có sanh vô sanh nên là chẳng có diệt vô diệt. Pháp này do pháp này chẳng diệt nên chẳng làm cho người tu sanh ưu bì buồn khổ. Như vậy là Phật phân biệt nói hết thảy các pháp đều là rốt ráo không là như hóa, duy chỉ có Niết Bàn là chẳng phải như hóa. Ngài Tu Bồ Đề thừa: như lời Phật dạy thì pháp bình đẳng chẳng phải do Thanh Văn làm ra, chẳng phải do Bích Chi Phật làm ra, chẳng phải do Bồ Tát làm ra, dẫn đến chẳng phải do Phật làm ra. Dù có Phật hay chẳng có Phật thì tánh của pháp vẫn thường trú, thường không, mà tánh không tức là tánh Niết Bàn. Ý Ngài Tu Bồ Đề muốn nói: nếu thâm nhập vào trong Bát Nhã Ba La Mật thì Niết Bàn cũng là không. Như vậy vì sao? Này Phật lại dạy Niết Bàn là như hóa. Suy nghĩ như vậy nên Ngài dẫn lời Phật để hỏi lại: thật tướng các pháp là tánh không, là pháp thường trú, mà chư Phật chỉ vì chúng sanh dễ nói tánh không tức là Niết Bàn. Này vì sao ở nơi các pháp sanh diệt mà nói tướng không tức là tướng Niết Bàn, và nói Niết Bàn là chẳng như hóa? Phật dạy các pháp bình đẳng là thường trú, chẳng phải do chư Thánh làm ra, dẫn đến chẳng phải do chư Phật làm ra. Nếu có các Bồ Tát tân học nghe như vậy mà sanh sợ hãi, thì phải nên vì họ nói các pháp sanh diệt là như hóa, các pháp chẳng sanh diệt là chẳng như hóa. Đây chỉ vì hàng tân học Bồ Tát mà Phật nói Niết Bàn là chẳng phải như hóa. Hỏi: như vậy là vì từng đối tượng người nghe mà truyền các pháp tướng chăng? Đáp: Phật thường nói các pháp tướng là tánh không, mà tánh không thì chẳng làm sao có thể chuyển được. Lúc ban đầu, khi vừa mới thành đạo, chứng được thật tướng các pháp, Phật chỉ muốn hướng về Niết Bàn tịch diệt. Lúc bấy giờ chư thiên ở các cõi Phật khắp mười phương đồng thỉnh Phật chớ nên vào Niết Bàn, và nên vì hết thảy chúng sanh trụ lại ở đời này, nhằm độ thoát hết thảy chúng sanh thoát khỏi các khổ. Trong suốt thời gian thuyết pháp độ sanh, Phật đã tùy thuận theo từng đối tượng chúng sanh mà phước tiện nói pháp. Phật dạy chúng sanh tu tập hướng về Niết Bàn tịch tịnh. Thế nhưng có nhiều vị Bồ Tát sơ phát ý khi quán hết thảy các pháp đều là hư vọng, chỉ riêng có Niết Bàn là chẳng biến đổi, nên họ liền khởi tâm chấp Niết Bàn. Do nơi tâm chấp đó mà khởi sanh các phiền não, chẳng còn muốn độ sanh nữa. Đối với những Bồ Tát sơ phát ý này, Phật nói Niết Bàn là như hóa. Như vậy đối với hạng người chẳng có chấp tâm thì Phật dạy cho họ rằng Niết Bàn chẳng phải như hóa. Còn đối với hạng người chấp tâm thì Phật lại dạy họ rằng Niết Bàn là như hóa. Lại nữa, Tiểu Thừa và Đại Thừa có quan niệm khác nhau về Niết Bàn. Tiểu Thừa luận nghĩ cho Niết Bàn là thật có. Đại Thừa thâm nhập trí huệ Bát Nhã, quán hết thảy pháp đều như Niết Bàn. Phật vì cả hai bên mà nói nên chẳng có lỗi. Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi: làm sao giáo hóa hàng Bồ Tát tân phát ý để khiến họ biết được các pháp bình đẳng là tánh không? Ý Ngài Tu Bồ Đề muốn nói rằng phàm phu rất sợ hãi khi nghe nói các pháp là tánh không. Khi họ nghe nói tánh không, tánh vô sở hữu của các pháp, họ tự xem mình như rơi xuống hầm sâu thẳm thẳm. Vì sao? Vì người chưa được đạo do tâm chấp sâu dày, nên vừa nghe nói đến pháp không thì liền sanh tâm sợ hãi, nghĩ rằng Phật dạy người đời phải nên hành các thiện pháp, nhưng nếu rốt ráo sau cùng ai cũng trở về trong không, trong vô sở hữu, thì hành đạo đâu có sự lợi ích gì. Phật dạy đối với hạng người này nên nói các pháp trước có nay không. Ý Phật muốn nói rằng vì các Bồ Tát tân phát ý này sợ hãi về sau cùng sẽ không, nên phải vì họ nói các pháp trước có nay không. Nói như vậy có nghĩa là ở ngay hiện tại, nếu biết được thật tướng các pháp thì liền thấy các pháp là không vậy. Ngài Tu Bồ Đề đã biết rõ các pháp từ trước vốn là không, nay cũng là không, chỉ vì các Bồ Tát tân phát ý do bị phiền não che tâm mà sanh sợ hãi. Nếu trừ được tâm chấp điên đảo của họ, khiến họ thấy được chỗ rốt ráo không, biết được thật tướng của phiền não cũng là rốt ráo không, thì chẳng còn sợ hãi nữa. Bởi vậy, phải nên dạy các Bồ Tát tân phát ý rằng các pháp trước có do hành đạo
mà nay mới được không, chớ nên sợ hãi. Vì sao? Vì các pháp từ ban đầu vốn đã là không rồi, nên chẳng có gì mà phải sợ hãi, chỉ cần trừ tâm chấp là thấy rõ như vậy.